Harry Won nói về dự định phát triển sự nghiệp ở Hàn Quốc, có cơ hội thì phải nắm bắt. Harry Won cho biết thời điểm hiện tại có nhiều công việc ở Hàn Quốc là thời điểm thích hợp để phát triển thêm sự nghiệp của mình. Vừa qua, Harry Won đã chính thức trở lại V-pop với sản phẩm như anh đã mong chờ. Cả khúc lần này mang màu sắc hoàn toàn khác lạ so với những dự án trước đây của Harry Won. Đặc biệt, sản phẩm lần này cũng sẽ được phát hành song song tại thị trường Hàn Quốc. Đây cũng là thị trường mà Harry Won mong muốn sẽ được phát triển sự nghiệp của mình nhiều hơn trong tương lai. Trở lại sau một thời gian khá dài kể từ Hoang Phí Xuân thì, sản phẩm âm nhạc mới có được Harry Won gửi gắm ý nghĩa đặc biệt nào không? Tôi nghĩ ai cũng có thể từng phải trải qua quãng thời gian nào đó chứng kiến người đàn ông của mình tỏ thái độ chán nản, cứ gây tổn thương, vô tâm, lạnh lùng nhưng lại chẳng bao giờ chủ động nói ra lời chia tay, cứ phải để phụ nữ tự nói ra lời kết thúc. Như anh đã mong chờ chính là ca khúc nói lên tình trạng đời thường như thế này. Vì sao Hàn Quốc là địa điểm mà Harry Won chọn quay ca khúc này? Thật ra, tất cả chỉ là sự vô tình thôi. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc tôi hợp tác với nhạc sĩ Shinto cho ca khúc này. Sau đó, tôi được anh ấy giới thiệu ekip Hàn Quốc. Lúc đó, tôi chỉ suy nghĩ vu vơ và định làm thử một sản phẩm âm nhạc ngay tại Hàn Quốc. Xuất phát điểm thì rất vu vơ và vô tư, nhưng không ngờ khi thực hiện MV rất cực khổ và nảy sinh nhiều vấn đề nữa. Một phần vì thời gian gần đây, Hàn Quốc đẩy mạnh nhiều hoạt động liên quan đến giao lưu Việt-Hàn. Ngoài ra, tôi cũng muốn song song phát triển ở hai nước, cũng như mở rộng thị trường hoạt động của mình hơn. Thực ra, mấy tháng gần đây tôi di chuyển liên tục. Tháng 9 đã sang Hàn Quốc, còn tháng 10 tôi cũng chỉ có vài ngày ở Việt Nam quay các show. Sau đó, tôi lại về Hàn Quốc quay chương trình nữa và có nhiều công việc ở đây. Tôi cảm thấy đây là cơ hội để mình có thể hoạt động ở Hàn Quốc. Mà một khi đã có cơ hội thì mình phải nắm bắt lấy thôi. Trước đây Harry Won đã từng có thời gian hoạt động tại Hàn Quốc, thị trường này có tương đồng hay khác biệt so với Việt Nam theo nhận định của bạn? Tôi cảm thấy thị trường Việt Nam và Hàn Quốc không khác gì nhiều. Tôi thấy cách quay, làm việc hay tất cả mọi thứ đều giống nhau. Cả hai đều có ưu điểm và khuyết điểm. Chỉ có khác là tôi nói tiếng Việt đôi khi sai, còn tiếng Hàn thì tôi giao tiếp dễ hơn vì tôi đã sống ở Hàn từ bé. Harry Won nghĩ bản thân có yếu tố nào lợi thế hơn các đồng nghiệp Việt Nam khi hoạt động tại Hàn Quốc? Lợi thế quan trọng nhất vẫn là ngôn ngữ thôi, cũng giống như tôi được hoạt động tại Việt Nam do biết tiếng Việt Nam. Rất nhiều bạn Hàn Quốc muốn tham gia các hoạt động Việt Nam, nhưng chỉ có bạn nào nói tiếng Việt Nam được thì mới tạo điều kiện, còn kém tiếng Việt thì hơi khó. Tương tự tại Hàn Quốc cũng vậy, bạn Việt Nam nào nói tiếng Hàn rành thì sẽ có cơ hội làm việc ở Hàn. Tôi lại có thể nói song song hai ngôn ngữ. Bên cạnh đó, tôi cũng mang dòng máu 50% Việt Nam và 50% Hàn Quốc. Vì thế, tôi thường được mời đến các sự kiện liên quan chủ đề đa văn hóa, giao lưu Việt, Hàn. Tôi cảm thấy biết ơn và hạnh phúc. Khi nhận show, tôi không nghĩ quá nhiều, tôi chỉ muốn ekip làm việc chuyên nghiệp thôi và đôi bên phải tôn trọng nhau. Thời ban đầu tôi hoạt động ở Việt Nam, không ai biết tôi là ai và tôi chỉ vô tình tham gia show, rồi đi lên từ từ bằng đôi chân của mình. Ở Hàn Quốc cũng vậy, không ai biết đến tôi. Chính vì điều đó, nên giờ đây khi nhận chương trình, tôi cũng không quá khắt khe vì biết vị trí của mình là ở đâu. Trong lòng tôi xem mong muốn và nỗ lực của mình đi tới đâu. Tôi luôn làm việc chuyên nghiệp và cố gắng để tạo ấn tượng tốt cho các ekip. Tôi vẫn luôn cố gắng để một ngày nào đó mình sẽ có vị trí tốt hơn nữa thì sao. Làm việc với tần suất dày đặc và cường độ cao như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe của Harry Won. Rất căng nha mọi người. Khi ở tại Hàn Quốc, tôi sẽ tìm địa điểm thuận tiện cho mình tập thể dục và châm cứu để giữ sức khỏe tốt hơn cũng như hiệu quả hơn. Tôi cũng chọn nơi ở gần chỗ làm đẹp và thu âm luôn. Tôi luôn cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Vì tôi quan niệm công việc nào thì mình cũng phải làm tốt, công việc nào cũng cực, không có cái gì là dễ cả và kiếm tiền không dễ. Tôi không than thở, tôi muốn bản thân phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì thế, tôi cảm thấy thỏa mãn và không còn mệt mỏi nhiều nữa khi được mọi người xung quanh hài lòng, dành lời khen và động viên. Nói gì thì nói, tôi luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình. Chắc có lẽ tôi dành 50% thời gian hoạt động ở Hàn Quốc và 50% tại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi sẽ linh động thời gian hai nước. Tôi là người cực kỳ mê công việc, có người hỏi tôi không thấy mệt sao. Nhưng tôi thấy công việc là động lực và mục đích sống. Tôi rất thích làm việc.